Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với review sách của Khoa Mobile TV. Hôm nay là một ngày thứ hai. Và mình nghĩ rằng là mỗi khi mà tới cái ngày đầu tuần thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi với cái công việc. Vì sau ngày thứ bảy chủ nhật thì đang được thảnh thơi, nghỉ ở nhà và tận hưởng những cái điều mình yêu thích. Và hôm nay Khoa muốn chia sẻ với các bạn một cuốn sách cũng là của bác Ánh và mình mới vừa lục ở nhà mình. Đó chính là cuốn sách Chú Bé Rắc Rối của tác giả Nguyễn Ánh. Đây là một cái cuốn sách mà lần đầu tiên mình đọc của Ánh mà mình có cảm nhận rằng là đây không phải là cái cuốn sách viết về tình yêu bi thương như là Mắt Biếc hay là những cái chuyện tình yêu mang đậm những cái màu sắc bi thương và kiểu như là có một cái kết mà ai trong chúng ta cũng cảm thấy buồn. Đây là một cái cuốn sách mà viết về tình bạn giữa hai người bạn tên là An và Nghi. Thì cái cuốn sách Chú Bé Rắc Rối của tác giả Nguyễn Nhật Ánh này thì xoay quanh cái câu chuyện của hai cậu học sinh tên là An và Nghi. Thì cái nhân vật An này là một cái nhân vật học vô cùng là tệ. Trái ngược với An là một cái nhân vật tên là Nghi. Cậu này thì học rất là giỏi nhưng mà đời thì rất là ái âm. Nghi có nhiệm vụ là phải kèm cho An để học tốt lên, giống như kiểu đôi bạn cùng tiến vậy. Và tới cái lúc này nè thì mình bắt đầu mình cảm giác rằng là cái hình ảnh của cái thời học sinh mình quay về. Vì cái thời đó mà cái năm cấp 2 của mình á thì mình cũng học cũng không được giỏi và mình có được một cái bạn kèm mình, nhưng mà đời thì mình đẹp hơn, được gặp một bạn nữ khá là xinh. Thì các bạn sẽ thấy những cái hình ảnh đi chơi và có những lúc mà An hù Nghi vào những cái câu chuyện ma quỷ trên cuộc đời này. Thì mình thì hồi đó mình cũng có những người bạn kiểu thường thường là ai mà học dở sẽ có một cái băng chung với nhau á, thì mình cũng may mắn mình có được một băng y chang vậy. Người ta gọi là đôi bạn cùng lùi. Đó là cứ chú học đi trên net và những có ngày mà đi nào là đi cúp học, diễn cớ rồi giả chữ ký các kiểu này nọ. Cái nhắc lại mình cảm thấy nó rất là vui trong lòng á. Tự nhiên là mình thấy rằng là mình nên chia sẻ cho các bạn cái cuốn sách này. Bởi vì là mình nghĩ rằng nó sẽ tạo được cho chúng ta một cái năng lượng vô cùng là tích cực và yêu đời. Và đặc biệt là mình nghĩ rằng là cái cuốn sách này thì nó cũng khá là mỏng luôn á. Mình nghĩ các bạn có thể đọc trong vòng một thời gian rất là ngắn. Và đặc biệt là khi các bạn đọc chung mà đọc á, thì những cái tình huống chuyện mà vui cười trong đây á, nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy thời gian nó trôi qua rất là lẹ. Và bạn cảm thấy là sao mà đọc hết cuốn sách này rồi mà mới có nhiêu đó giờ hả, sao nhanh quá vậy. Đây là cái cảm giác mà sau khi mình đọc cái cuốn sách này. Và đó cũng chính là cái thông điệp mà mình gửi cho các bạn hôm nay, là khi mà chúng ta đang tìm một cái cuốn sách nào đó mà giúp cho chúng ta có thể yêu đời hơn và trở về cái quá khứ của mình, hay là được đắm chìm trong cái thời mà học sinh của những cái lúc mà chơi vui đùa đẹp đẽ với nhau á, thì cuốn sách Cậu Bé Rắc Rối là một cái sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Và mình cũng không muốn spoil nhiều trong cái cuốn sách này. Mình nghĩ rằng là mỗi bạn nên mua cái cuốn sách này và tự đọc và có những trải nghiệm riêng cho mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sắp tới về chủ đề bác Ánh nhé. Bye bye.